Đáng tiếc là chúng ta không có đủ đường sữa để gửi cho nhân dân Việt Nam, chứ nếu có, không những đường sữa mà cả máu, chúng ta cũng sẵn sàng hiến dâng cho nhân dân Việt Nam. Đây là câu nói bất hủ của Chủ tịch Cuba Fidel Castro đã in sâu vào trái tim các thế hệ người Việt Nam. Có rất nhiều lý do để giải thích tại sao Việt Nam và Cuba lại thân thiết với nhau như vậy. Bởi chính lịch sử của hai nước đều có sự tương đồng, đều bị bọn thực dân đô hộ, áp bức, khiến nhân dân sống trong cùng cực. Nguyễn Ái Quốc đã từng nói, dù màu da có khác nhau, trên đời này chỉ có hai giống người bóc lột và giống người bị bóc lột. Mà cũng chỉ có một mối tình hữu ái là thật mà thôi, tình hữu ái vô sản. Giai đoạn kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân Việt Nam cũng là thời kỳ giữ gìn và từng bước củng cố độc lập dân tộc của nhân dân Cuba 1959-1975. Trong hoàn cảnh lịch sử đó, Việt Nam luôn ý thức được rằng cách mạng Việt Nam càng giành được thắng lợi, càng tạo hậu thuẫn cho quá trình cách mạng thế giới và Cuba, cổ vũ tinh thần đấu tranh giành độc lập của các nước đang chịu áp bức, nô lệ. Cuba nằm sát nách đế quốc chùm sò Hoa Kỳ. Cuba quá thấu hiểu bộ mặt thật của chính quyền Mỹ. Họ càng có lý do ủng hộ hết mình của đấu tranh của nhân dân Việt Nam. Và cũng bởi một lý do khá trùng hợp khác nữa, Việt Nam và Cuba đều có vị lãnh tụ dành cả cuộc đời của mình để mang về độc lập cho dân tộc. Đó chính là Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Fidel Castro. Đầu những năm 1960, khi Mỹ mở rộng cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam, đồng thời cắt quan hệ ngoại giao và áp đặt cấm vận thương mại với Cuba. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh tụ Fidel, Ủy ban đoàn kết với Việt Nam ra đời. Qua đó, tình cảm đoàn kết với Việt Nam lan tỏa đến trường học, bệnh viện, nhà máy, công trường, các lực lượng vũ trang và toàn thể người dân Cuba trở thành phong trào rộng lớn trên cả nước với khẩu hiệu Tất cả vì Việt Nam. Không một nước nào trên thế giới như Cuba, nơi có hàng nghìn nhà máy, trường học và khu phố mang tên các địa danh, các anh hùng chống Mỹ của Việt Nam. Năm 1964, khi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân Việt Nam bước vào giai đoạn ác liệt nhất, anh hùng Núp được Đảng, nhà nước Cuba mời sang thăm. Sau đó khi chia tay, Thủ tướng Chính phủ Cách mạng nước Cộng hòa Cuba Fidel Castro đã gửi tặng Chủ tịch Hồ Chí Minh một hộp xì gà đặc sản của Cuba và nhờ anh hùng Núp mang về giúp. Đồng chí Fidel Castro cũng nhờ anh hùng Núp về thưa với Bác Hồ rằng, trong cuộc chiến đấu mới này, Việt Nam cần gì đã có Cuba bên cạnh. Sau đó, giữa lúc đế quốc Mỹ tiến hành cuộc chiến tranh phá hoại ở miền Bắc, nhiều bác sĩ, nhân viên y tế Cuba đã sang giúp chữa trị cho các thương binh và người dân bị nạn. Bất chấp sự phong tỏa bằng bom mìn của đế quốc Mỹ, các tàu Cuba vẫn cập cảng Hải Phòng, vận chuyển hàng cứu trợ của nhân dân Cuba, giúp nhân dân Việt Nam. Đồng thời, Cuba cử chuyên gia về cầu đường sang tham gia cùng bộ đội Trường Sơn mở rộng đường mòn Hồ Chí Minh, giúp đào tạo hơn 1.000 sinh viên Việt Nam ở trình độ đại học và cao đẳng, vận động ủng hộ Việt Nam gia nhập Liên Hợp Quốc. Bên cạnh đó, hàng năm, Cuba giúp Việt Nam 3 vạn tấn đường và nước. Bạn đã bán số đường đó lấy ngoại tệ để gửi cho Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam. Ngày 2 tháng 1 năm 1966, khi nhân dân Việt Nam đang trải qua giai đoạn cam go nhất của cuộc đụng đầu lịch sử với đế quốc Mỹ, trong cuộc meeting có hơn 1 triệu người Cuba tham dự và khách mời của các nước đến từ 3 châu, Á, Phi, Mỹ Latin. Thủ tướng Chính phủ Cách mạng nước Cộng hòa Cuba Fidel Castro tuyên bố, vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình. Sau đó, hàng nghìn thanh niên Cuba đã viết đơn tình nguyện xin đến Việt Nam để cùng nhân dân Việt Nam đánh Mỹ. Phát biểu tại Hà Nội vào ngày 12 tháng 9 năm 1973, trong chuyến thăm Việt Nam lần đầu tiên, đồng chí Fidel Castro nhấn mạnh, Việt Nam đã nêu cho tất cả các dân tộc bị áp bức, bóc lột trên toàn thế giới một bài học bất hủ. Không có một phong trào giải phóng dân tộc nào, không một dân tộc nào đã từng đấu tranh để giành độc lập của mình mà đã phải tiến hành một cuộc đấu tranh lâu dài và anh hùng như nhân dân Việt Nam. Bất chấp sự nguy hiểm, đồng chí Fidel Castro đã đến tận khu giải phóng Quảng Trị. Một lần nữa, đồng chí Fidel Castro đã nhấn mạnh rằng Cuba ở một bên Mỹ nhưng đã làm cách mạng thắng Mỹ và Việt Nam cũng thế, nhất định sẽ thắng. Máu của Cuba sẵn sàng đổ cho nhân dân Việt Nam giành thắng lợi. Cũng trong chuyến thăm lần đầu tiên vào năm 1973 này,
đồng chí Fidel Castro và nhân dân Cuba anh em đã tặng Việt Nam 5 công trình kinh tế xã hội và loại tầm cỡ lúc bấy giờ với tổng trị giá khoảng 80 triệu đô la, gồm khách sạn Thắng Lợi tại Hồ Tây, Hà Nội, bệnh viện Việt Nam Cuba tại Đồng Hới, Quảng Bình, đường Xuân Mai, trại bò giống Ba Vì, xí nghiệp gà Lương Mỹ. Phát huy tư tưởng đoàn kết quốc tế của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Việt Nam luôn khẳng định sự ủng hộ và đoàn kết với Cuba là lương tâm và trách nhiệm của mỗi người Việt Nam. Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ hai của Cuba tại châu Á. Việt Nam đã xuất khẩu gạo, than đá, thiết bị điện tử, điện gia dụng như máy tính, quạt điện, bóng đèn tiết kiệm điện năng, quần áo, giày dép và nhập chủ yếu là dược phẩm, nguyên liệu sản xuất trong ngành dược trị. Đặc biệt trong thập niên 90 của thế kỷ 20, sau khi Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu sụp đổ, trong tình hình Cuba rơi vào thời kỳ đặc biệt 1991-1993 với mức tăng trưởng kinh tế mỗi năm giảm 33%. Cũng như sự khó khăn về mọi mặt như xăng dầu không có, thuốc chữa bệnh thiếu trầm trọng, hàng hóa tiêu dùng gần như không còn thứ gì, thì Việt Nam đã mở một chiến dịch vì Cuba quyên góp ủng hộ 50.000 tấn gạo, quần áo, đồ dùng học tập cho học sinh, máy tính và một số mặt hàng tiêu dùng cần thiết khác. Trong giai đoạn 2002-2005, Việt Nam đã viện trợ cho Cuba với tổng kinh phí hơn 50 triệu đô la, bao gồm 4 dự án về sản xuất lúa gạo, 3 dự án về quy hoạch và nuôi trồng thủy sản, 2 dự án về sản xuất ngô và đậu đỗ. Kể từ năm 1995, kinh tế Cuba đã từng bước phục hồi và thoát ra khỏi thời điểm khó khăn nhất. Hiện nay, Cuba có hệ thống y tế đứng hàng đầu thế giới. Về lĩnh vực giáo dục, tỷ lệ người dân Cuba biết đọc, biết viết đạt tới 98%. 100% trẻ em được đến trường và giáo dục hoàn toàn miễn phí. Cuba hiện là nước có tỷ lệ đầu tư ngân sách quốc gia vào giáo dục cao nhất thế giới với 13% GDP dành cho giáo dục. Về kinh tế, mía đường, xì gà của Cuba được xuất khẩu và mang lại những nguồn ngoại tệ lớn. Cuba còn có nhiều khoáng sản như nickel, sản lượng đứng thứ tư thế giới. Đồng sắt, dầu lửa, đất đai ở Cuba màu mỡ, thích hợp cho canh tác cây công nghiệp, mía, cà phê, thuốc lá, cây ăn quả và chăn nuôi đại gia súc. Về du lịch, hàng triệu khách du lịch cũng đã đến thăm Cuba. Du lịch của Cuba hiện đóng góp gần 20% GDP. Với chính sách, mọi người dân phải có nhà ở. Cuba là đất nước có tỷ lệ người vô gia cư thấp hàng đầu thế giới, thậm chí là thấp hơn cả những quốc gia phát triển Âu Mỹ. Những khu ổ chuột tệ nạn hầu như không tồn tại ở đất nước này. Tháng 1 năm 1998, Chủ tịch Fidel Castro đã nói về một trong những thành tựu mà ông coi là lớn nhất trong cuộc đời của mình. Đêm nay, có hàng triệu trẻ em phải ngủ ngoài đường, nhưng không có trẻ em nào trong số đó là người Cuba. Mặc dù bị Mỹ và đồng minh bao vây cấm vận, nhưng Đại hội đồng Liên Hợp Quốc từ năm 1991 đã liên tiếp bỏ phiếu phủ quyết đòi Mỹ chấm dứt sự bao vây cấm vận đối với Cuba. Có một điều thú vị là, vào năm 1973, trở về sau chuyến thăm Việt Nam, trong một buổi họp báo, phóng viên người Anh Brian Davis đã hỏi Chủ tịch Fidel Castro: "Thưa ngài, Cuba và Mỹ là hai quốc gia tuy rất gần về mặt địa lý nhưng luôn đối đầu. Vậy theo ngài, bao giờ hai nước có thể bình thường hóa quan hệ?" Chủ tịch Fidel Castro trả lời ngay lập tức: "Nước Mỹ sẽ ngồi vào bàn đàm phán với chúng tôi khi họ có một tổng thống da màu và giáo hoàng là người Mỹ Latin." Và điều này đã trở thành hiện thực dưới thời Barack Obama, một người da màu làm tổng thống Mỹ, và Mỹ-Cuba đã đàm phán thành công để bình thường hóa quan hệ giữa hai nước. Ngày 17 tháng 12 năm 2014, Tổng thống Mỹ Barack Obama và Chủ tịch Cuba Raúl Castro đồng thời thông báo các kế hoạch bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Sự kiện này được nhà nước Việt Nam nhìn nhận là đã đem lại lợi ích chính đáng cho nhân dân Cuba và Hoa Kỳ, góp phần quan trọng vào việc duy trì hòa bình, ổn định và tăng cường hợp tác tại châu Mỹ và trên thế giới. Trước đó gần 20 năm, ngày 12 tháng 7 năm 1995, Việt Nam và Mỹ đã chính thức bình thường hóa quan hệ, mở ra một chương mới trong quan hệ giữa hai nước. Ngày 29 tháng 11 năm 2016, tại quảng trường cách mạng ở thủ đô La Habana, Cuba, đã diễn ra lễ tưởng niệm Chủ tịch Fidel Castro. Khi đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã một lần nữa khẳng định: "Những người Việt Nam chúng tôi luôn khắc sâu trong trái tim mình câu nói bất hủ của đồng chí Fidel. Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình."
Và tại thời khắc thiêng liêng này, chúng tôi một lần nữa xin khẳng định lại tình đoàn kết chiến đấu kiên định trước sau như một với những người cộng sản và nhân dân Cuba anh em. Video đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo nhé.